Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời cho bài luyện tập sách giáo khoa trang 10 toán 6 tập 1 bộ kết nối. Đề bài yêu cầu chúng ta như sau. Viết số 34.604 thành tổng giá trị các chữ số của nó. Vậy để trả lời được câu luyện tập này thì chúng ta sẽ xem lại cho cô phần lý thuyết ngay ở phía bên trên. Mỗi số tự nhiên viết trong hệ thập phân đều biểu diễn được thành tổng giá trị các chữ số của nó. Và dưới đây đã cho chúng ta một ví dụ minh họa. Ví dụ số có 2 chữ số được viết dưới dạng tổng quát là AB sẽ bằng A nhân 10 cộng B. A là chữ số hàng chục thì sẽ là A nhân 10. Tương tự như vậy thì với số có 3 chữ số thì chúng ta sẽ viết được thành là A nhân 100. Bởi vì A ở vị trí hàng trăm nên sẽ là A nhân 100. Và B ở vị trí hàng chục thì sẽ là B nhân 10. Và cuối cùng là cộng với chữ số hàng đơn vị. Đấy, tương tự như vậy thì ở đây chúng ta thấy 34.604 là một số có tất cả 5 chữ số. Thì chúng ta sẽ viết thành tổng các giá trị của các chữ số đó như thế nào. Thì cô sẽ đi trình bày chi tiết cho lời giải của bài tập này. Cô sẽ có này. Đầu tiên là cô sẽ viết dưới dạng tổng quát trước. Số có 5 chữ số được viết dưới dạng tổng quát là A, B, C, D, E và chúng ta có dấu gạch ngang trên đầu. Trong đó A, B, C, D, E là các chữ số từ 0 cho đến 9 đúng không ạ? Và sẽ bằng A nhân. Chúng ta thấy A ở đây ở vị trí chục nghìn. Vậy thì sẽ là nhân với 10.000. Cộng B. B ở vị trí hàng nghìn thì sẽ là nhân với 1.000. Cộng với C, C ở vị trí hàng trăm thì chúng ta sẽ nhân với 100. Và D ở vị trí hàng chục thì sẽ là nhân với 10. Và cuối cùng là cộng với chữ số hàng đơn vị là E. Vậy tương tự như vậy cho số 34.604. Cô sẽ được là 34.604 sẽ bằng chữ số hàng chục nghìn. Đó chính là số 3 đúng không ạ? Ta được 3 nhân với 10.000. Cộng 4 nhân 1.000. Cộng 6 nhân 100, cộng 0 nhân 10 và cuối cùng là cộng chữ số hàng đơn vị là cộng 14 đúng không chứ ạ? Đến đây thì các em có thể thực hiện thêm một bước nữa, đấy là chúng ta thu gọn nó vào cũng được. Và chúng ta sẽ được là 30.000 cộng 4.000 cộng 600 cộng 0 và cộng với 4 đúng không ạ? Rồi như vậy là cô và các em vừa giải xong câu luyện tập trang 10 sách giáo khoa toán 6 bộ kết nối. Để xem lời giải chi tiết của các bài tập khác, các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong các video giải bài tập sau.